Thời gian gần đây, tình trạng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc khá phổ biến. Các khoa như cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, hồi sức chống độc bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh hoặc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thường xuyên phải tiếp nhận nhiều ca rất nặng. Thủ phạm gây họa là các loại hóa chất, rượu bia, các chất lau rửa vệ sinh. Nếu được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân thường được cứu sống. Tuy nhiên, có một loại ngộ độc vô cùng nguy hiểm khiến các bác sĩ hết sức lo ngại. Đó là ngộ độc chất cỏ cháy paraquat. Khi nạn nhân đưa vào cơ thể loại hóa chất này, việc cứu sống hầu như rất hãn hữu. Nhiều trường hợp buộc phải trông chờ vào may rủi. Cái paraquat phải nói là một trong những cái chất độc mà trong cái làm nghề của tôi là tôi rất là bức xúc, tức là mình cảm thấy rất là đau lòng. Là bởi vì các cái chất độc khác khi mình uống thì mình phải uống số lượng nhiều thì may ra mới chết. Ví dụ như là phốt pho hữu cơ có thể uống hàng nửa lít đến một lít. Rồi thì ngộ độc thuốc ngủ có thể phải uống hàng vốc một chai. Riêng paraquat chỉ cần uống được một ngụm thôi, một thìa muỗng cà phê hoặc là chỉ một thìa canh thôi là bệnh nhân đã có thể chết rồi. Chính vì thế mà khi mà uống paraquat, mà lại paraquat lại là một cái chất nó gây ra bỏng, nó giống như là đốt cháy. Chính vì thế mà khi mà ngộ độc paraquat ở nhà thì lại rất có khó khả năng nào mà gọi là để mình có thể cấp cứu ngay. Paraquat là chất diệt cỏ rất phổ biến trong nông nghiệp. Thuốc được bán rất rẻ, có tác dụng làm cháy cỏ, phát quang rất lớn, nên hầu hết các gia đình ở nông thôn đều có sẵn trong nhà để khi cần nó có thể sử dụng luôn. Cũng vì thế, độ độc của chất này đối với cơ thể người rất cao, tác dụng hầu như tức thì. Khi tiếp nhận một ca ngộ độc hóa chất, điều cần làm đầu tiên là phải xác định nguyên nhân gây độc có phải là chất diệt cỏ paraquat hay không. Người nhà nạn nhân lưu ý, khi nạn nhân có biểu hiện ngộ độc, cần quan sát ngay hiện trường xem có phát hiện được chất gây độc là gì. Nếu có thể, thì cầm theo vỏ thuốc, hộp thuốc để các bác sĩ nhanh chóng xác định tác nhân. Cái ngộ độc paraquat thì nó có một cái hay là tất cả các chất mà dung dịch có paraquat thì bao giờ nó cũng là màu xanh. Cho nên nếu mà khi nào mình thấy người nhà mà tự nhiên uống một cái thuốc mà lại có màu xanh nó dây ra ở miệng hoặc là quần áo, đồng thời cái paraquat nó có một chất gây nôn, thành ra là những người uống paraquat là bao giờ cũng sẽ ói mửa ra. Thì khi mà mình uống một cái chất mà có màu xanh mà gây ói thì mình phải nghĩ tới là paraquat. Thế cái biểu hiện đầu tiên của paraquat uống vào, bởi vì paraquat nó là một cái chất nó giống như là một chất đốt cháy. Thế nên biểu hiện đầu tiên mà khi bệnh nhân uống thì là bệnh nhân sẽ cảm thấy nó nóng rát ở miệng. Cái dung dịch nó màu xanh mà pha một chất gây ói. Cho nên khi mà uống paraquat vào thì bệnh nhân bao giờ có một cái phản xạ là ói mửa ra, sau đó là đau rát họng. Sau tiếp sau nặng hơn thì bệnh nhân có thể là lở loét miệng, rồi có thể là chảy máu đường tiêu hóa, có thể là thủng thực quản. Và bệnh nhân bắt đầu, nếu ở những bệnh nhân nặng thì bệnh nhân có thể suy gan, suy thận, suy hô hấp, tụt huyết áp và bệnh nhân tử vong sớm trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Nhưng mà nếu mà một số bệnh nhân mà không quá nặng, bệnh nhân có thể thoát được cái giai đoạn đầu thì bệnh nhân chỉ có thể là có suy gan, suy thận, lách miệng và sau đó bệnh nhân sẽ 3-4 tuần sau thì bắt đầu bệnh nhân bị sơ phổi từ từ. Tại cái phổi nó sẽ bị sơ đi và bệnh nhân sẽ chết trong bệnh cảnh là suy hô hấp. Ngày 11 tháng 2 năm 2014, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hai bệnh nhân Huỳnh Ngọc Thạnh và Nguyễn Hoàng Phúc, 15 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, với những biểu hiện như ói ra máu, dịch xanh, loét miệng, hai em được chẩn đoán ngộ độc chất diệt cỏ paraquat và tổn thương đa cơ quan. Trong đó, Hoàng Phúc bị tổn thương gan và thận, có dấu hiệu suy hô hấp. Ngọc Thạch lâm sàng ổn định và đã xuất viện sau một vài ngày. Có, nó không có biết có gì, nó thiếp mà nó ói ra máu không à. Nó cứ khẹt ra cái màu vàng ở trong môi nó, cứ nhổ ra. Nó nhổ ra thỉnh thoảng cũng có máu. Máu xong rồi màu vàng mà thấy bí, thấy mình sợ lắm. Nó một cái nó quằn quại của nó, thấy nhìn bí hơn mình thương lắm. Thì hai cháu này khi mà được chuyển viện từ bệnh viện Khánh Hòa chuyển vào với chúng tôi thì trong tình trạng hai cháu này khi mà qua thăm khám cũng như là cái xét nghiệm đó
thì hai cháu có biểu hiện ngộ độc mà nó tổn thương ở các cái cơ quan như là gan với thận. Đặc biệt là em trai đó, em Phúc đó, thì tổn thương nhiều hơn em gái là bé Thật. Cho tới nay thì sau điều trị ở chúng tôi gần một tuần thì tình trạng của cháu hai cháu thì vẫn còn tổn thương gan thận. Thậm chí cháu Phúc thì cũng có biểu hiện siêu hấp mức độ vừa phải, trung bình. Đó, cháu Thật thì có khá hơn. Tuy nhiên thì do cái độc chất này nó gây tổn thương lâu dài đó, thành ra mình khi mà cho cháu Ngọc xuất viện thì chúng tôi cũng có hẹn tái khám để coi cái tổn thương nó diễn tiến như thế nào. Riêng cháu Phúc thì vẫn còn tổn thương gan thận nặng, thành ra cũng phải ở lại theo dõi để điều trị tiếp. Bác sĩ, tiên lượng về tình trạng cháu Phúc như thế nào? Thì cháu Phúc thì thông thường ở chúng tôi ở đây mấy cái trường hợp ngộ độc Paraquat là có thể mình thấy diễn tiến vậy, chứ tới tuần thứ ba, thứ tư bắt đầu nó qua sơ phổi, nó siêu hấp. Mà cái bệnh này hễ mà thở oxy giờ thì càng chết sớm. Bệnh nhân 15 tuổi này khi được nhập viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngộ độc 7 ngày. Do vậy, các bác sĩ chỉ có thể điều trị hỗ trợ hết sức có thể. Những biểu hiện như loét miệng, suy gan thận vẫn tiếp tục. Như tiên lượng ban đầu, chưa đầy một tháng sau, em Nguyễn Hoàng Phúc đã tử vong do tổn thương đa cơ quan, sơ phổi dẫn đến suy hô hấp. Trường hợp của bệnh nhân Nông Thị Bích 25 tuổi tại Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh may mắn hơn. Chị Bích mới chỉ ngậm một ngụm Paraquat và sau đó nhổ ra, không nuốt một chút nào. Thế nhưng, sau vài ngày, vùng lưỡi, họng của chị bị lở loét và có dấu hiệu tổn thương nhẹ nội tạng. Được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 sau 5 ngày ngộ độc, hiện sức khỏe của chị đã tạm thời ổn định. Tuy vậy, việc ăn uống còn khá nhiều khó khăn. Bình thường. Thầy cứ ăn nó sưng lên. Sưng lên bắt đầu ăn không được. Xong rồi ngày thứ ba mới đi ra bệnh viện á. Thế khám người ta nói là không có gì hết, người ta thuốc phải uống rồi. Người ta nói không có gì á? Người ta không biết là chị ngộ độc Paraquat luôn. Có. Thì khám nói cho người ta luôn mà. Người ta nói không có gì hết, lấy thuốc thì uống 5 ngày ở nhà. Đau quá chịu không nổi, cái mới đi bệnh viện làm. Cấp cứu kịp thời có tác dụng quyết định đối với việc cứu sống được bệnh nhân ngộ độc Paraquat hay không. Đặc điểm của chất diệt cỏ Paraquat là nếu tiếp xúc với đất, khả năng gây độc bị khống chế. Nếu biết tận dụng đặc điểm này, chúng ta có thể kìm hãm được sự phát tán của chất độc trong máu và hạn chế phần nào tổn thương các cơ quan nội tạng. Nhưng cái thuốc đặc biệt là nó rớt xuống đất thì nó lại không có tác dụng. Chính vì vậy thì trong một cái chuyện mà để mà mình hóa giải chất độc này, khi mà trẻ nó uống vô đó thì người ta cho một cái chất mà gọi là đất sét mịn. Thì cái tên của nó là Fluorop. Thì người ta sẽ khuấy cho mấy cháu nó uống để cho nó trung hòa, nó làm cho bất hoạt cái độc chất này. Thành ra cái cấp cứu ban đầu ngộ độc Paraquat hiện nay chính thống thì chỉ có cho uống cái chất hấp phụ. Hấp phụ để làm gì? Để vào nó sẽ hấp phụ cái chất Paraquat, ví dụ như là than hoạt hoặc là đất sét. Thế thì trong dân gian á, nếu thực sự nếu mà mình mà uống Paraquat, nếu mà người nào mà dũng cảm thì có thể là lấy một ít đất sạch hòa loãng với nước rồi uống, thì có khi nó lại tác dụng. Bởi vì cái Paraquat là nó gặp đất là nó sẽ bị biến tính. Nhưng mà từ xưa nay tôi làm thì tôi cũng chưa thấy ai là làm cái biện pháp đấy cả, bởi vì nghe nó có vẻ nó không chính thống. Còn nếu mà vào bệnh viện thì bọn tôi sẽ cho uống than hoạt hoặc là đất sét. Nếu như với hầu hết các trường hợp ngộ độc, người ta thường kích thích tiêu hóa, gây nôn ói để đẩy hết chất độc ra ngoài, thì với ngộ độc Paraquat lại phải xử lý ngược lại.
Với paraquat, nếu gây ói cho bệnh nhân sẽ càng làm tổn thương đến dạ dày, càng làm cho việc lở loét miệng trở nên nghiêm trọng, khiến bệnh nhân đau đớn, tình trạng sức khỏe vì thế sẽ càng xấu đi. Nếu cấp cứu không đúng phương pháp, có thể còn làm mất đi thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân. Trong 5 tiếng đầu, được chuyển đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời, tỷ lệ sống là 46%. Nhưng sau 5 tiếng, tỷ lệ tử vong tăng cao đến 70%. Hiện nay, để cứu chữa cho những bệnh nhân ngộ độc paraquat, Bệnh viện Nhân dân 115 áp dụng phương pháp lọc máu hấp phụ, phương án duy nhất có hiệu quả trong điều trị. Máu bệnh nhân nhiễm độc sẽ được lọc qua than hoạt. Than hoạt hấp phụ chất độc và làm máu bình thường. Sau nhiều lần lọc máu liên tục như vậy, bệnh nhân có thể đào thải được độc tố. Hiện nay trên thị trường nó có một cái chất nó gọi là than hoạt. Than hoạt nó là cái diện tích bề mặt 1 gram của nó diện tích có thể lên đến 30.000 mét vuông để nó hấp phụ. Và nó khi mà nó gặp bất kể chất nào, nó đều có thể nó hút cái chất đấy dính vào cái than hoạt đó. Thế thì bình thường là mình ở các ngộ độc bình thường thì chúng ta sẽ cho nó uống để nó hút chất độc ở trong đường tiêu hóa. Thế nhưng bây giờ nó ra một cái biện pháp là gì, là cho máu đi qua cái quả chứa than hoạt đó. Tức là bọn tôi sẽ lấy máu ra qua một cái catheter, sau đó cho máu đi qua cái quả mà trong đó nó có chứa than hoạt. Thì cái quả chứa than hoạt đấy nó sẽ hấp phụ khi chất độc paraquat vào, sau đó bọn tôi lại trả máu về cho bệnh nhân. Thì cái kỹ thuật này hiện nay là tại vì cái than hoạt đó, bản thân nó hấp phụ rất là tốt. Thế nên là nếu nó áp dụng cho những trường hợp ngộ độc cũng rất là tốt, không phải riêng paraquat. Mặc dù phương pháp lọc máy hấp phụ đã được áp dụng, cơ hội cho bệnh nhân nhiễm paraquat đã cao hơn, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Tổn thương đa cơ quan như suy gan, suy thận là những tổn thương thường gặp nhất, có thể có khả năng phục hồi. Tuy vậy, vẫn có những bệnh nhân tưởng chừng như đã qua cơn nguy kịch, sau đó một thời gian vẫn tử vong vì sơ phổi và suy hô hấp. Chỉ lưu ý là chia làm hai nhóm. Một nhóm là tử vong rất sớm, trong vòng 5 đến 7 ngày thì chúng ta không quan tâm, nhưng mà có một nhóm khác tử vong rất là muộn. Nhiều khi bệnh nhân tương đối cảm thấy như tương đối ổn, không có vấn đề gì, nhưng khi về nhà sau 3-4 tuần bệnh nhân mới tử vong. Thì chỉ lưu ý là ở những bệnh nhân này là đường tiêu hóa bị tổn thương rất nghiêm trọng. Thành ra mình ăn uống hoặc là mình làm gì mà nếu không cẩn thận là sẽ gây ra thủng hoặc là chảy máu đường tiêu hóa. Với những trường hợp vô ý bị ngộ độc nhưng tiếp xúc ngoài da hoặc với số lượng rất nhỏ, khả năng cứu chữa cao hơn. Còn với các trường hợp chủ động uống để tự tử hay bị ép uống thì hầu như không ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Phần lớn ngộ độc ở người lớn là do tự tử. Ở trẻ con thì có thể là do uống nhầm, do trẻ nó chơi nó thấy một cái chai nước nó uống nhầm hoặc nó nghịch ngợm. Nhưng mà ở người lớn thì đa phần là tự tử. Mà có một điều đáng thương tâm là gì? Rất nhiều cô gái trẻ vào với chúng tôi có khi chỉ 15 đến 20. Họ còn rất yêu đời khi tôi hỏi là thế thì tại sao em lại đi uống cái hóa chất này, thì người ta nói là họ cũng không biết, họ chỉ ra nói là muốn mua một cái chất diệt cỏ hoặc là một thuốc trừ sâu thì người bán hàng bán trong cái chất này. Và cuối cùng là hỏi là thế bây giờ em có muốn sống không, tức là bây giờ em đã uống rồi nhưng bây giờ thì em còn có muốn không? Thì gần như 100% những người từ từ đều nói rằng là rất là muốn sống, nhưng mà chúng tôi cũng không thể làm được. Trong thời gian qua, ngộ độc hóa chất tăng lên cao, bệnh nhân chủ yếu sống ở các địa phương sản xuất nông nghiệp, nơi mà việc mua bán thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dễ dàng và phổ biến. Nhiều người đã không kiểm soát được hành vi của mình, gây tổn hại cho người khác hoặc cho bản thân một cách cố ý. Sự tiến bộ của y khoa với nhiều thành tựu đáng ghi nhận cũng khó có thể mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho những nạn nhân này.